Chúng ta làm bài tập số 15. Đầu tiên thì các em định dạng cái bảng lại cho thầy. Ta mở bài tập 15 vào. Em kẻ khung và định dạng cái bảng lại. Chỗ phần tiền tệ này thì các em định dạng cái accounting cho thầy. Theo cái VND đó. Nhấp vào chọn accounting nè. Chọn cho thầy cái VND. Giống như phần bài tập đó các em. Chúng ta thực hiện câu 1 là đi tính trị giá. Thì trị giá thì nó sẽ bằng là số lượng nhân cho đơn giá. Trị giá bằng số lượng nhân đơn giá. Thì chúng ta đánh công thức vào bằng số lượng nè nhân đơn giá, enter. Mình copy công thức xuống. Trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá. Trị giá thì bằng số lượng nhân cho đơn giá. Đó là câu đầu tiên. Tiếp tục thực hiện là tiền lưu kho phần ngày xuất trừ cho ngày nhập nhân 10 cộng số lượng nhân cho 4.25%. Đầu tiên đó là mình tính thử coi bằng mình lấy ngày xuất trừ cho ngày nhập, mình tính từ từ nha, là ra 18 nè. Thì bạn nào mà làm mà không có ra số á thì chúng ta vào định dạng nó là number nè, nhấp cho number, mình check nó là general là được. Thì công thức của ta là ngày xuất trừ ngày nhập nhân 10 cộng số lượng nhân chấm 4.25%. Thì mở ngặt ra, ngày xuất trừ ngày nhập nhân cho mấy em? Nhân cho 10. Rồi. Cộng cho số lượng nhân cho 4.25%. Ngày xuất trừ ngày nhập nhân 10 cộng cho số lượng nhân cho 4.25%. Rồi. Tiếp tục mình tính thuế. Nếu như mà nó nhỏ hơn là 2.500.000 thì thuế bao nhiêu phần trăm các em? 5% nhân giá trị.
Còn mà nếu mà lớn hơn 2 triệu 500 ngàn là thuế 5.75%. Như vậy bài này thuế này mình có hai điều kiện nha. Hai điều kiện thì một, dòng nghiệp mình lồng vào nhau. Rồi, như vậy thì ở đây á, mình bằng là bằng nếu cái giá trị mà nó nhỏ hơn bằng 2.500.000, 2.500.000 thì nếu điều kiện đúng thì thế nó bằng là 5% nhân giá trị. Như vậy 5% nhân cho giá trị. Ngược lại, nếu mà thuế lớn hơn 2.5 triệu thì nó là 5.75% nhân cho giá trị. Đây là cái đề mình ha, 5.75% nhân cho giá trị. Rồi, các em enter nha. Rồi, các em xét cột chuyên chở. Chuyên chở thì nếu như là nhà bè hoặc bình chánh á, thì là 1.500 nhân cho số lượng, còn tê đất hoặc hóc môn thì 1.350. Thì các em xét nè, bằng nếu như là ít hoặc là mình xét ha, NB nè, tên kho là E3 bằng NB. Hoặc là D3 E3 hoặc là E3 bằng D B chánh ha, B chánh nếu điều kiện này đúng thì nó là 1.500 nhân cho số lượng. Số lượng là D3, ngược lại 1.350 nhân cho D3. Các em tính được cột chuyên chở. Nó sẽ có 4 cái huyện, nếu không phải là hoặc là nhà bè hoặc là bình chánh thì nó sẽ là Hóc Môn hoặc là Thủ Đức. Do đó là mình chỉ cần xét điều kiện ngược lại là 1.350 nhân D3 là được. Tiếp tục thì cột tổng cộng bằng cái gì các em? Tiền lưu kho cộng thuế cộng chuyên chở bằng tiền lưu kho cộng thuế cộng cho gì các em? Chuyên chở. Enter. Tiền lưu kho cộng thuế cộng chuyên chở là ra cột tổng cộng. Tổng cộng là bằng tiền lưu kho cộng thuế cộng chuyên chở. Câu này dễ.
Tiếp tục, chèn thêm cột tiền giảm. Và được tính như sau. À, bây giờ đầu tiên là mình thêm một cột nữa. Cột này tên là tiền giảm. Rồi, tiền giảm được tính như sau. Thứ nhất, nếu ký tự đầu của mã số là G là 2.giảm 2.5% của tổng cộng, tức là 2.33% nhân cho tổng cộng. Nếu là G ha. Rồi. Nếu ký tự đầu của mã số là G rồi bằng, mình xét điều kiện từ từ đấy ha. Nếu ký tự đầu là dụng hàm gì, lép của mã số nhấp vô này phải 1 bằng G thì phải 3% nhân cho tổng cộng là 3% nhân cho tổng cộng là OM3. Ngược lại thì mình cho không đi, mình kiểm tra một cái. À, nếu nó là G thì nó là 3% nhân cho tổng cộng. Nếu nó là B thì là 2.5% nhân tổng cộng, ngược lại là 1.75%. Rồi như vậy, thêm một điều kiện if nữa. Mình đưa vào đây. Nếu nó bằng B là 2.5 bằng B đó là 2.5% nha, nãy là mình thiếu phần trăm đó. Rồi. Ở trên là 3%. Rồi ngược lại là 1.75% nhân tổng cộng. Là 1.75% nhân tổng cộng. Hai các em, đây là công thức. Nếu như ký tự đầu của nó là G thì nó là giảm 3% nhân cho tổng cộng. Nếu nó là bờ thì 2.5% nhân tổng cộng, còn ngược lại nó là 1.75% nhân tổng cộng. Rồi câu cuối cùng là trang trí bảng và định dạng tất cả dữ liệu theo là VND. Nếu mà theo dạng này thì mình định dạng sao? 7000.VND cuối. Phải là ở đây là mình có VND đầu không? Bây giờ mình muốn cho VND nằm cuối thì mình làm sao? Rồi thầy sẽ hướng dẫn các em làm ha. Mình vẫn chọn VND nhưng mà mình chuyển cái currency nó nằm phía cuối. Thì đầu tiên ví dụ quét khói đây ha. À, thầy định dạng thằng chó thằng thuế đi. Rồi
mình chọn là accounting. Rồi nhấp vô VND. Nó nằm phía đầu, mà trong bài của mình á là nó kêu nằm phía cuối, đúng không? Thì như vậy á thì các em vào các em chỉnh lại trong control panel cho thầy là được. Thì mình vào chọn là star control panel, chọn cho thầy là phần reason additional setting, thì chỗ kêu lên nè, chỗ tiền tệ hồi nãy là mình chỉnh date rồi, giờ chỗ tiền tệ thì mình chọn cái phương thức xuất hiện của mình, mình chuyển nó về theo là cái hình thức là tiền trước số trước tiền sau, nằm ở chỗ này nè. À, số trước tiền sau, số âm thì mình cho nó là số âm chẳng hạn, rồi số dương số âm, rồi số trước tiền sau. Ok, sau khi mình chỉnh xong á thì tự động nó sẽ cập nhật lại á các em. Đây nè, nó sẽ tự động nó cập nhật lại, các em đóng lại mở lên thì nó sẽ tự động cập nhật lại ha. Rồi các em chọn chuyên trở cũng vậy. VND ha. À, nó tự chuyển vậy ha các em. Chọn cho thầy cái accounting, chọn cái real currency cho thầy là được. Rồi. Rồi, các em đã chỉnh xong cái phần là tiền tệ. Các em hoàn thành bài tập.